Thưa quý vị và các bạn, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, tình hình dịch tại thành phố Hồ Chí Minh về cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Bên cạnh đó, liên quan tới việc hỗ trợ đầu ra cho các loại vaccine COVID-19 trong nước, Thứ trưởng khẳng định Bộ Y tế sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ giúp xây dựng đề cương rút ngắn tối đa quy trình phê duyệt vaccine. Và chúng ta biết là cuối tuần rồi thì Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại các tỉnh phía Nam, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh lân cận, trên tinh thần quyết liệt và hiệu quả. Và thứ hai là đối với Bộ Y tế thì Bộ Y tế đã đặt tổ công tác đặc biệt, tổ thường trực do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn chủ trì đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm nhiều chuyên gia có kinh nghiệm về các lĩnh vực liên quan, bao gồm các chuyên gia về dịch tễ, về truy vết, về xét nghiệm, về điều trị, vân vân. Và tổ công tác đang phối hợp hết sức chặt chẽ với thành phố để hy vọng dập được dịch trong thời gian sớm nhất. Bên đó thì Bộ Y tế, tổ công tác cùng với ban chỉ đạo và thành phố đã và đang chuẩn bị mọi phương án đối phó, trong đó có cả bệnh viện đại chiến. Đồng thời ban chỉ đạo chính phủ và Bộ Y tế cũng đã ưu tiên cấp thêm vaccine cho thành phố, cũng như tạo điều kiện cho thành phố đào thải mua thêm vaccine. Về công tác nghiên cứu sản xuất vaccine, có thể nói được là chính phủ, thủ tướng chính phủ hết sức quan tâm. Ngay từ tháng 5 năm 2020 thì Bộ Y tế đã gặp gỡ các nhà khoa học, các tổ chức, các đơn vị nghiên cứu sản xuất vaccine để bàn cái hướng đi phù hợp nhất, ngắn nhất để làm sao chúng ta sớm có vaccine. Và đặc biệt là trong cái tình cảnh chúng ta không được dồi dào về kinh phí so với các nước phát triển như Mỹ hoặc là hàng tỷ đô la cho công tác nghiên cứu phát triển vaccine. Sau đó thì Bộ Y tế đã cử các nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm, đồng thời tham vấn với các chuyên gia quốc tế, đặc biệt là các chuyên gia của tổ chức y tế để tư vấn thêm cho việc nghiên cứu phát triển vaccine tại Việt Nam, cũng như xây dựng các đề cương nghiên cứu giúp cho các nhà sản xuất. Bộ Y tế, Hội đồng Giám đốc Quốc gia đã rút ngắn tối đa quy trình quy phạm, nhanh nhưng đảm bảo cái yếu tố chặt chẽ là khoa học. Bên cạnh đó thì Bộ Y tế, Chính phủ nó cấp tiền cho nghiên cứu cùng với các nguồn kinh phí như là kinh phí hạ phát khác, như nguồn kinh phí từ xã hội hóa của một số nhà hỗ trợ. Ngoài ra thì Bộ Y tế và Hội đồng Quốc gia đã tăng cường hỗ trợ các nhà nghiên cứu sản xuất bằng cách trong thời gian ngắn huy động các nguồn lực về cán bộ y tế, các nhà nghiên cứu, tăng cường tối đa cái mẫu nghiên cứu để sớm đạt được 13.000 đối tượng trong khoa ba nghiên cứu. Thực tế thì chúng ta hiện tại chưa hoàn thành pha 2. Tuy nhiên qua trên ban đầu thì chúng tôi nhìn thấy là khả năng cũng ổn. Nên chính vậy Hội đồng Giám đốc và Hội khoa học của Bộ Y tế cũng đã cho phép các đơn vị sản xuất, ví dụ Genogen, cho phép tiến hành đối đầu. Tức là khi chúng ta chưa hoàn thiện pha 2 thì đã cho phép tiến hành pha 3 rồi.
để đảm bảo cái thời gian nghiên cứu được dự án đưa ra. Và chúng ta do nữa gần đây thủ tướng đã đi thăm và động viên các nhà khoa học và các đơn vị nghiên cứu sản xuất vaccine, và dựa trên kết quả nghiên cứu của các khoa, đặc biệt là đánh giá bước đầu của khoa ba, thì hội đồng đạo đức hội đồng khoa học của Bộ Y tế sẽ nghiên cứu xem xét và sẽ có đề xuất phù hợp tùy theo kết quả cũng như tùy theo tình huống dịch giãn bây giờ và cũng như tình hình cung ứng vaccine. Và đương nhiên chúng ta sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ cho việc phát triển vaccine trong nước, nhất là nếu những kết quả cho thấy vaccine trong nước được phát triển hiệu quả và an toàn.